Xin chào tất cả quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với hội xuân Đồng Mỏ nha. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2024 âm lịch. Rất là đông luôn. Quý vị muốn đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Đây là khu vực mà mọi người hay đến để hát si vì chỗ này mát nhá, có núi đá và ở đây là yên tĩnh, không có nhảy nhót. Vâng, em chào chị nhá. Chúc anh chị mạnh khỏe phát đạt nhá, hạnh phúc nhá. Vâng. Đây là đường hướng lên Văn Quan nha quý vị. Mọi người đang đi trở xuống. Rất là đông. Tắt cả đường luôn nhá. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Đẹp chưa? Hát được bài nào chưa các chị? Dạ. Chắc là chưa tìm được người hợp với chị ạ. Vâng, chào cô nhá. Chào các chị nhá, các cô nhá. Hát si được bài nào chưa các cô? Được hai bài nhá. À, yeah, vâng. Hát bài nào chưa các cô? Em chào các chị nhá. Hình như chị lên trên này hát rồi. Hello các chị nhá. Chào các chị nhá. Các chị đi chơi hội vui không? Vui lắm. Nhảy hay hát si nào? Hát được nhiều cho em. Được mấy rồi chị ạ? Hát được mấy bài rồi chị? Không hát được bài nào nè. Thế ở đây hát đi. Có nhiều mà, ở đây bên này này. Đấy. Các cô đi hội lâu chưa? Đi hội lâu chưa? À đấy. Vâng. Vâng. Năm mới chúc các cô luôn mạnh khỏe trẻ lâu nhá. Làm gì cũng phát đạt nhá. Vâng. Vâng. Bảy tám mươi tuổi chưa mà già. Đấy ạ. 100 rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba chị có hát si không? Có, đang cái gì vậy? Dạ đấy. Đang tìm đối thủ. Vâng. Em chào các chị chưa? Dưới kia đông vui không chị? Dạ. Hát được bài nào chưa? À. Hát bài nào chưa các chị? Vâng, năm mới chúc các chị mạnh khỏe nhá. Dạ. À, quay được mít rồi. Hát được mấy bài rồi chị? Một bài thôi. Đẹp không? Đẹp. Em chào các chị nhá. Cười tươi lên các chị. Căng rồi. Lấy vòng hết đi. Vâng. Em chào các chị nhá. Chào chị nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền nhập nhập của mình. Vâng, à, chị có nhảy không? Có nhảy thế nào thế kia không? Có nhảy không? Đi xin hello các chị nhá. Đông nghịt người luôn. Cơn gió rất là mát. Hát mấy bài rồi các chị. Xin chào thầy Lộc nhá. Ôi, thầy Lộc đang lì xì cho mọi người à? Hát mấy bài rồi chị? Vâng. Dưới này thì mọi người rất là đông nhá, bởi vì ở đây có nhảy nhạc nhảy các thứ.
chào cô nhá. Vâng, chúc cô mạnh khỏe. Vâng. Đây nhiều nhà quá rồi. Ở đây có một dãy các chị người giao bán thuốc đây. Bán được nhiều chưa các chị? Chú nha. Chào các chị nhá. Vâng. Chào em nhá. Vâng, em chào anh nhá. Đội sư tử đây. Bây giờ mọi người đang bắt đầu về dần nữa nhở. Bây giờ tầm hơn 4 giờ một chút rồi. 4 giờ qua 7 phút. Xem cái gì bây giờ hết rồi con ạ. À.
đông bán rất chạy nha quý vị. Vâng, đó là cô nhá. Ở đây dọn loa đài rồi nhá quý vị. Đấy, nhảy từ đêm qua rồi. Chào nhá, chào mọi người nhá. Hello nha. Vâng. Hello em bé nha, đây nhìn vào đây. Mở đồng mỏ nha. Hello các em nhá. Này bán hàng siêu thị em thì cứ tưởng như này này. Bán nước trà là không. Nhìn xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn quý vị đón xem nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha.